nay là ngày mùng 4 Tết. Tôi lên đỉnh đèo. Đỉnh đèo Hà Văn đây các bạn. Thấy mọi người vượt đèo rất là đông. Một số người là đi về đi làm. Đó là công ty đi làm, một số người là đi du lịch. Và luôn tiện là vượt đèo để thăm quan Hải Vân Nam đây các bạn. Rất đẹp. Qua đây, hai đứa nhỏ qua đây.
các bạn thấy mây đầy không? Mây xa xuống. Cháo gì luôn mà nội ơi.